Lô, xin chào toàn thể nhá. Shop điện tử công nghệ cao Hotline 0865 618 226. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người về cái mẫu sản phẩm định vị nghe nén và ghi âm từ xa siêu nhỏ với dung lượng pin khủng lên tới 30 ngày các bạn nhé. Mã của dòng sản phẩm này là DV08. Đây là sản phẩm này. Thì sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra giới thiệu cho mọi người về mẫu sản phẩm này cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết nhé. Đây là một bộ sản phẩm đầy đủ khi bạn mua hàng nhé. Thứ nhất là sẽ gồm có một chiếc định vị DV08 này. Đó. Chữ in nhé, hàng chính hãng của Nhật Bản này, Made in Japan này. Đó. Mặt đằng sau thiết bị đây sẽ có nam châm nhé, giúp bạn thể là gắn vào trong xe này, còn là các bạn gắn vào trong xe máy này, để trong phòng này, ba lô túi sách đều được hết bạn nhé. Đó. Và cái mẫu này chỉ có chức năng là định vị này, nghe nén trực tuyến từ xa và ghi âm từ xa được bạn nhé. Trên thị trường bây giờ đang có rất là nhiều bên người ta quảng cáo các cái mẫu là theo dõi qua số điện thoại, đọc tin nhắn Zalo, Facebook, Viber. Thì mình khẳng định một điều với các bạn là tất cả những cái dòng sản phẩm như vậy người ta quảng cáo thì đều là lừa đảo hết bạn nhé, không có sự thật đâu. Nếu mà có sự thật như vậy thì xã hội này loạn hết bạn nhé, nên là các bạn cần phải lưu ý tránh mua những cái đơn vị như vậy, người ta lừa đảo các bạn mất tiền oan không. Và khi các bạn mua hàng thì các bạn sẽ được sẽ có cả một dây cắm sạc này, và khi hết pin bạn sẽ cắm sạc pin khoảng 12 đến 13 tiếng là đầy pin nhé. Và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt do đơn vị nhà mình tự soạn thảo ra. Đó, trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này sẽ có chi tiết rồi. Bước đầu tiên là các bạn sẽ cần phải chuẩn bị một chiếc sim đã đăng ký mạng sẵn 3G 4G gắn vào trong thiết bị này. Tiếp theo thì các bạn sẽ bật nguồn thiết bị lên, tải ứng dụng GPS365 về điện thoại này. Đó, truy cập vào trong ứng dụng GPS365 rồi các bạn sẽ đăng nhập nhé. Tiếp theo là phần nghe lén, thì ở trong này sẽ có những cú pháp để nghe lén này. Đó, cú pháp ghi âm này, cú pháp tự động gọi lại nhé. Nói chung là trong cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng này sẽ có chi tiết rồi, để các bạn chỉ cần làm theo cái tờ giấy trong này là có thể sử dụng thôi. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm máy định vị nghe nén và ghi âm từ xa DV08 này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây, và các bạn đăng ký kênh TV Đông Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi các bạn đăng ký kênh TV Đông Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc sim đã đăng ký mạng sẵn 3G 4G đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong thiết bị định vị cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng vào điện thoại rồi bạn kết nối với camera, kết nối với định vị là dùng thôi các bạn nhé. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số chức năng ở trên chiếc định vị DV08 này, và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái đặc cơ bản ở trong cái ứng dụng này nhé. Để thực hiện ra này. Đó, DV08 này, Made in Japan. Đó, đằng sau thiết bị đây sẽ có cái nam châm nhé. Nam châm thì các bạn có thể gắn vào chỗ nào có sắt là được. Đó, đây, trong này thì bạn sẽ bậy lắp ra. Ở bên trong này sẽ có những cái, đây sẽ là cái mã QR code này. Thì mỗi một thiết bị định vị sẽ có một cái mã QR code riêng. Thì các bạn sẽ thông qua cái mã QR code này để các bạn có thể là đăng nhập vào bên trong ứng dụng nhé. Đây sẽ là nút bật nguồn này. Đó. Còn bên trong đây sẽ là cái khay lắp sim và khay lắp thẻ nhớ bên trên. Đó, thì mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc sim đã đăng ký mạng sẵn 3G 4G thì mình sẽ gắn vào. Đó, sim mình bạn sẽ lấy ở cái khay nhỏ nhất nhé. Đó, sim mình sẽ lấy khay nhỏ nhất, sau đó bạn sẽ lấy tay các bạn gạt xuống dưới đây. Đó, sau đó bạn sẽ gắn sim vào thôi. Đó, sau đó bạn sẽ đóng nắp vào. Đó, sau đó bạn sẽ bật nguồn thiết bị lên nhé. Bật nguồn thì bạn sẽ dí lên một lúc nguồn này khoảng 4 đến 5 giây. Đó, thiết bị sẽ sáng nhấp nháy 3 đèn như này là thiết bị đang hoạt động nhé. Đó. Đó. Sau đó để sử dụng được thiết bị này thì bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng về điện thoại là ứng dụng GPS365 này. Đó, bạn nào chưa biết cách tải thì bạn nào dùng iPhone thì các bạn sẽ vào cửa hàng App Store. Các bạn nào dùng điện thoại là Samsung, Oppo thì các bạn sẽ vào cửa hàng Apple Play nhé. Các bạn gõ vào ô tìm kiếm này và các bạn gõ vào đây cho mình ứng dụng là GPS365. 365. À. Đó, các bạn tải cho mình ứng dụng là GPS365 có biểu tượng màu xanh như này. Mình đã tải sẵn ứng dụng này về điện thoại rồi nhé. Sau đó bạn sẽ chọn vào nút mở này. Đó, khi bạn vào trong ứng dụng nhé thì ứng dụng sẽ bảo các bạn đăng nhập. Thì để đăng nhập bạn sẽ có hai cách. Cách thứ nhất thì bạn sẽ tài khoản là bạn sẽ nhập hết tất cả dãy số ở trên cái mã QR code này. Đó, mật khẩu thì bạn sẽ gõ là 6 số cuối của cái 6 số cuối của cái tài khoản bạn nhé. Ví dụ như cái mẫu này thì mật khẩu sẽ là 701979 này. Đó. Còn bạn nào muốn đăng nhập nhanh hơn thì bạn sẽ chọn vào ô quét mã QR code, sau đó bạn sẽ quét cái mã QR code trên thiết bị nhé. Đây. Là các bạn sẽ đăng nhập vào bên trong ứng dụng định vị nhé.
Bây giờ các bạn trong này sẽ là bảng điều khiển ở trong cái zoom định vị. Bạn nào muốn định vị thì các bạn chọn vào mục trách này, sẽ là ra cái định vị đấy đang ở đâu luôn. Đó. Cái hình chú chó này sẽ là thiết bị định vị nhá. Đó, hình chú chó này sẽ là định vị này. Đó. Các bạn sẽ có thể ấn vào đây xem được cái vị trí cụ thể này. Đó. Đó. Vị trí cụ thể luôn. Đó. Tiếp theo thì bạn nào muốn xem vệ tinh thì bạn sẽ chọn hình vệ tinh này, là bạn sẽ xem được cái vệ tinh là thiết bị đang ở đâu, rõ từng nóc nhà luôn bạn nhé. Đó, rõ từng nóc nhà luôn. Đó, các bạn muốn bật này là chế độ thường. Đó. Đó, hình chú chó này sẽ là thiết bị định vị nhé. Đó là mục định vị này. Tiếp theo thì mục playback đây sẽ là giúp bạn có thể là xem lại cái quãng đường mà thiết bị này đã di chuyển nhé. Thì bạn sẽ chọn một conform. Đó. Nhưng mà thiết bị này của mình là chưa di chuyển nên là nó sẽ chưa hiện nhé. À đây mình có di chuyển là 10.84 km, mình vừa rồi mình đã di chuyển để test các bạn nhé. Đó. Tiếp theo sẽ là mục fencil. Mục fencil đây sẽ là giúp bạn có thể là thiết lập cái vùng hàng rào cảnh báo an toàn, thì tối đa sẽ là 3.000m trên cao. Đó, thì ví dụ như khi mà các bạn thiết lập cái vùng hàng rào cảnh báo này ở bên Hoàng Mai, mà thiết bị này chỉ cần di chuyển ra khỏi bên vùng Hoàng Mai thôi là thiết bị sẽ tự động gửi thông báo về điện thoại cho các bạn nhé. Cũng như khi mà các bạn thiết lập cái vùng cảnh báo này ở bên Hà Nội, mà chỉ cần thiết bị này di chuyển ra khỏi bên Bắc Giang, Bắc Linh, Hưng Yên thì thiết bị này sẽ tự động gửi thông báo về điện thoại cho các bạn nhé. Các bạn chọn một server là xong rồi. Là bây giờ thiết bị đã thiết lập cái vùng hàng rào cảnh báo an toàn rồi. Chỉ cần ra khỏi cái vùng đó thôi là thiết bị sẽ tự động gửi thông báo với điện thoại cho bạn nhé. Đó là mục định vị này, xem lại có đường di chuyển này và thiết lập cái vùng hàng rào cảnh báo an toàn. Tiếp theo thì mình sẽ vào một cái đặt là mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để bạn có thể kết nối nghe lén nhé. Để kết nối nghe lén thì bạn sẽ lấy mà một soạn tin nhắn này. Đó, số điện thoại gửi đến bạn sẽ soạn vào gửi số điện thoại là đây, số điện thoại trong máy định vị luôn nhé. 0817 đây. 683 935. Đó là các bạn sẽ nhận. Số điện thoại của đến sẽ là số điện thoại trong máy định vị nhé. Tiếp theo thì các bạn sẽ soạn tin nhắn là 000 thăng sau số điện thoại của các bạn nhé. 0931 564 999 thăng 000 thăng sau số điện thoại của các bạn, sau thăng gửi vào số điện thoại ở trong cái máy định vị này nhé. Đó. Thì các bạn sẽ đợi một chút thì cái thiết bị này nó sẽ gửi cho mình về một cái thông báo, gửi cho mình về một cái tin nhắn là cái số điện thoại này đã kết nối thành công với cả cái máy nghe nén. Còn trường hợp mà nó không gửi tin nhắn về thì sẽ có hai trường hợp, một là cái số điện thoại trong máy định vị nó hết tiền, hai là cái nhà mạng nó bị lỗi bạn nhé. Là bạn sẽ lấy cái số điện thoại mà các bạn đặt hàng có điện trực tiếp vào cái sim ở trong cái máy này là thiết bị sẽ tự động bắt máy luôn, không phát ra bất kỳ một âm thanh cũng một tiếng động gì hết này. Alo. Do điện thoại và cái định vị của mình đang gần nhau nên là sẽ bị xung âm thanh. Còn khi mà các bạn đã kết nối để nghe lén từ xa rồi thì cái tiếng vọng âm như vậy sẽ mất đi nhé. Tiếp theo thì bạn nào muốn ghi âm thì bạn sẽ chọn tin nhắn đó. Cái này là mình chưa gắn thẻ nhớ bạn nhé. Nếu bạn gắn thẻ nhớ thì bạn sẽ gắn lên bên trên này. Đó, bây giờ thì cái sim này nó gửi cho mình về một tin nhắn này. Đó. Bạn nào muốn ghi âm thì bạn sẽ chọn tin nhắn là 3 số 2 nhé. Đấy. Muốn ghi âm thì bạn sẽ lấy thẻ nhớ đâu. Nhớ bạn gắn lên bên trên như này. Đó. Gắn lên trên như này. Thì là các bạn sẽ đợi một chút nhá. Thì cái máy định vị này sẽ gửi cho mình về một tin nhắn là sound record mà tự động ghi âm khi có tiếng người nói chuyện. Chỉ cần cái vị này các bạn gắn ở trên xe cũng như là trong phòng, mà trên xe trong phòng mà có tiếng người nói chuyện thôi là thiết bị sẽ tự động gửi thông báo về điện thoại cho bạn nhé. Để bạn sẽ theo dõi rất là dễ. Đó, tiếp theo thì bởi vì là cái tin nhắn nó chưa gửi về, nó một là do bị lỗi mạng thôi bạn nhé. Đó, nên là tí nó sẽ gửi tin nhắn về sau. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn nhìn 3 số 3 này, sẽ là chế độ tự động gọi lại khi có tiếng người nói chuyện. Chỉ cần các bạn gắn cái thiết bị định vị này ở nơi mà có ví dụ như bạn gắn trên xe nhé, mà trên xe có tiếng người nói chuyện thì thiết bị này nó sẽ tự động gửi gọi điện vào cái số điện thoại mà các bạn đã làm chủ để nghe lén nhé. Đó, cái trường hợp là khi mà có tiếng người nói chuyện thì nó sẽ tự động gọi lại, còn các
các bạn muốn nghe không thì các bạn chỉ cần nút nghe là được thôi, nó giống như mình nghe điện thoại bình thường thôi các bạn nhé. Đó, còn cái trường hợp mà khi mà không chưa đủ cái cường độ âm thanh, cái sim ở trong cái máy định vị này nó chưa qua lại cho các bạn thì nó chưa đủ cường độ âm thanh nhé. Các bạn chỉ cần đợi một chút thì bao giờ đủ cái cường độ âm thanh nó sẽ tự động quay lại cho các bạn. Bởi vì cái chỗ này của mình thì ra là sóng nó hơi kém một chút nên là nó sẽ bị chậm mất một chút. Đây, sóng mobile nó hơi kém, villa nó hơi kém nhé. Đó, bạn sẽ đợi một chút thì nó sẽ gửi tin nhắn ra đây. Đó, record call này. Đó, nó tự động gọi lại khi có tiếng người nói chuyện bạn nhé. Thì bạn sẽ đợi một chút thì cái số này nó sẽ tự động gọi lại cho bạn luôn. Đợi một chút. Đó, còn trường hợp mà nó chưa gọi lại thì một là do nhà mạng bị lỗi, hai là nó chưa tích đủ cường độ âm thanh bạn nhé. Bạn nào muốn hủy hết tất cả những cái lệnh này đi thì bạn chỉ cần chọn tin nhắn 3 số 5. Đó, đây về nó đã tự động gọi lại rồi nhé. Bạn nghe, bạn chọn nút nghe. Alo rồi. Alo rồi. Alo rồi. Alo rồi. Đó, đây là cái sim này tự động gọi lại cho bạn rồi nhé. Tiếp theo thì bạn nào muốn hủy hết tất cả những cái lệnh này đi thì bạn sẽ chọn vào mục là 555 365 là hủy hết tất cả những cái lệnh này đi. Đấy, thiết bị này sẽ trở thành một thiết bị mới mà chưa có một cái lệnh nào hết bạn nhé. Các bạn đợi một chút nên sẽ gửi tin nhắn về. Đó, thì vừa rồi mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết của chiếc máy định vị nghe nén và ghi âm từ xa siêu nhỏ mã là DVK08. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm máy định vị nghe nén này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây, cái bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh Tobi Tâm Pháp để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc, nhận hàng bạn được bóc hàng ra kiểm tra và test thử giống như video mình đang quảng cáo thì các bạn mới thanh toán tiền, mà không giống như video mình đang quảng cáo thì các bạn hoàn toàn cho mình và đơn vị nhà mình là không thu tiền phí ship của mọi người. Video mình xin kết thúc tại đây, xin chào tạm biệt mọi người ở những video clip sau.